đến vậy chứ khoan, mới làm một khuôn một cái đáy bao vậy nha nha, đúng rồi, này mình làm một khuôn nồi về Vinh Thái cái. Rồi chào anh em quay đến 110 nha, giới thiệu với anh em có mình làm cái nồi Thái để chạy chở hàng nha. Combo này thì mình sẽ chuyển thành cái nồi lò xo vũ xe luôn, tại cái nồi cũ là xài bằng cái nồi lá thép thì anh em cũng đã coi sơ qua nếu ha, thì cái nồi lá thép thì chạy nó mau bị tuột nồi và bị hao xăng nha. Mình chuyển sang nồi lò xo thì nó tải hàng nặng mà không bị tuột nồi. Sẵn đây cho anh em coi sơ qua cái phần cái nồi lò xo với lại nồi lá thép nha. Cái nồi lá thép thì bên này mình sẽ trả lại chủ xe, cái nồi này nó xài là bằng một cái lá thép với lại là 3/4 nha, không có lò xo đó. Đây là cái chuồng heo cục ha, heo mắng của nó, và đây là cặp dung nồi của nó nè đó, nó xài bằng cái nồi lá thép ép nha. Phần chuông bố thì mình sẽ bỏ hết, mình không có xài chuông bố cũ, mình thay lại chuông bố đồ Thái luôn. Còn anh em tiết kiệm tiền thì mình sẽ tiến hành là dán bố dứt chuông. Đây là nguyên cái bộ cũ của chủ xe. Bố thì bị mòn chai rồi, không còn cái độ bám nữa nha, nó mòn chai nha. Chuông bị sọc huyết ha, đó sọc huyết tương đường nè, em thấy không, nó sọc rất là nhiều ha. Rồi mình sẽ trả lại cho anh em là có hình cái nồi Vinh Thái luôn, thay phun lại chuông bố càng này nồi trước nha, Vinh Thái bố sắt nồi sau, nguyên chuồng heo Vinh Thái luôn đó. Mình đi lại là có hình là nồi 4 lò xo nha, chứ không phải là đi lại có hình là nồi lá thép. Lắp ráp lên mình sẽ test cho anh em coi có hình cái nồi lò xo để cho anh em tải hàng nha. Này là bao cho anh em tải hàng thoải mái luôn, không bao giờ tuột nồi nha. Đi phun lại 4 lò xo thì rất là bền. Rồi đầu tiên thì anh em phần cho phần lá bố vô phần đế nồi, tiếp tục là 4 lò xo, rồi tiến hành là cho vô phần cái chuồng heo và cho phần nồi trước nồi sau vô đó. Rồi mình tiến hành là vặn cái máng nhớt nha, máng nhớt thì gồm hai con tán 10 ha đó, tán xiết tê đầu 10 nha anh em. Rồi tiến hành là lắc kê lại 4 con tán nồi sau, lắc kê lại 4 con để đảm bảo cho chủ xe là không bị xúc ốc nha, 4 con nồi sau. Rồi mình tiến hành là bắn cái nồi trước nồi sau nha ha, bắn con nồi trước nồi sau và lắc kê lại toàn bộ cho nồi cho anh em, nồi sau nha anh em, bắn nồi sau, bắn nồi trước, lắc kê lại toàn bộ cái đồng đền chặn phe cho anh em nha, toàn bộ đồng đền chặn phe nồi trước cho anh em. Rồi tiến hành là cho mặt ép nồi ly tâm nha, mặt nắp lồng nhất ly tâm đó, mình sẽ xiết đều 3 con, xiết đều 3 con để khỏi bị tẹt nhất ra ngoài nha anh em ha. Rồi sau khi mình xiết đều nắp nhất ly tâm, mình sẽ tiến hành là cho phần mạch đạn nồi vô và cò muỗng vô và tiến hành ốp nồi và test cho anh em full có bình bộ nồi Thái cho chiếc quay đến 110. Xe này để tải hàng nha, cho nên mình sẽ làm có bình là nồi chạy bền nhẹ, xe bóc vào chủ xe. Đánh vậy chứ khoan, mới làm một phun một cái đáy bao vậy nha nha, đúng rồi, này mình làm một phun nồi Vinh Thái chạy bền đi nồi 4 lò xo để chủ xe chạy chở hàng nha. Cấu bên này thì mình đi nồi lò xo để chạy bền nhẹ, xe bốc không bị tình trạng là rung giật như nha, đó mình giúp nhẹ lên cho anh em, nó phun nồi xe bền nha, quá ok nha, nhẹ nhàng. Anh em mà muốn làm nồi Thái thì ghé bên độ xe mình ha, mình sẽ làm cho anh em một đơn ý chạy bền nhẹ, xe bốc nha. Tết nhẹ cho em cái nữa nha, phun một nồi Thái nha, quá ok, quá nhẹ ha. Anh em có nhu cầu là làm nồi Thái nhẹ nồi nha, mình sẽ làm cho anh em một đơn ý là chạy bền nhẹ xe nha. Cảm ơn anh trai đến từ 71B1 nha, mình sẽ viết hóa đơn phiếu hành đầy đủ cho anh trai để cho anh trai về đi bào tiền nha ha. Mình thì đang hành là dẫn làm những con xe khác nha, anh em có nhu cầu làm đồ làm máy thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam. Rồi cảm ơn anh trai rất nhiều nha, mình đang hành là làm con quay 54, con Mio, một con ẹt ở phía ngoài nha. Rồi chào anh em.